Hello, xin chào các bạn nha. Trong video này thì mình sẽ giải thích cho các bạn là tại sao các bạn tân thủ, đặc biệt là các bạn nông dân, thì chúng ta không nên build vào những cái chỉ số đó chính là choáng các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy là chỉ số choáng của mình có 36% mà. Thì mình không chơi đâu, lý do cực kỳ đơn giản luôn. Vì các bạn thấy chỉ số choáng nó khó chịu không? Cực kỳ khó chịu đúng không? Thế cho nên là khi mà chúng ta vào trận phát ấy, kiểu gì các bạn cũng sẽ ưu tiên một cái kháng choáng này đầu tiên. Chính vì vậy mà khi mà nâng được cái vật cưỡi này lên bậc 5 một cái, kháng choáng của nó 98,4%, thì các bạn có build rời build đất đi chẳng nữa, cái tỷ lệ choáng nó rất ít. Đặc biệt là với những bạn nông dân thì gọi là tài nguyên không có dồi dào, các bạn build được những cái chỉ số nó chỉ ngang cấp thôi nhá, là rất khó để choáng rồi. Thế thành ra là cái hiệu ứng đấy tự nhiên nó bị phế đi các bạn ạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như các bạn là một gọi là cây ATM không đáy á, là các bạn có thể là nâng cấp level vượt mặt các bạn khác ở trong server nhá. Đấy, thì các bạn chơi choáng nó lại quá là khó chịu luôn đi. Nếu như tỷ lệ choáng của bạn trên 200%, đấy, thì có kháng 98% thì vẫn dính choáng như thường đấy các bạn ơi. Và nếu như mà choáng được thì ôi dồi luôn, đau thực sự, bởi vì nó còn kết hợp với cả tinh quái nữa. Nếu như các bạn mà chơi roll được ra em tinh quái, đó chính là hoàng đế, thì quá là cay luôn, bởi vì cái tỷ lệ choáng của nó cực kỳ căng thẳng. Dù là chỉ có trong hiệp 1 bắt đầu thôi, nhưng mà sát thương của nó gây ra 130% công, quá mạnh các bạn ạ. Và nếu như tỷ lệ choáng của các bạn cao, hoàng đế kết hợp với cả cái cốt mị nữa, thì HP dưới 35%, dự kiến một phát oánh là đi luôn. Bởi vì là tăng 45% sát thương thì thứ nào chịu cho nổi đúng không các bạn. Đấy, bộ đôi đấy là đi với nhau cực kỳ hợp lý nha. Dù chỉ là tinh quái cam thôi nhưng rất là mạnh nha các bạn. Đấy là nói về cái tỷ lệ choáng của các bạn cao thì có thể có một cách kết hợp dị như vậy. Tuy nhiên để chơi như bình thường giống như người khác ấy, thì các bạn có thể chơi bộ đôi đó chính là hoàng đế và nữ đế. Thì khi làm choáng địch thì gây thêm một lần sát thương 30% công. Hoặc nếu không thì các bạn chơi tinh quái đỏ thì có thể lựa chọn tử tinh long sư để mà kết hợp với cả hoàng đế nữa. Thì vào trận tự nhiên lãi thêm được cả một khúc máu các bạn nhá. Kết hợp với cả con pet ứng long nữa thì thôi, đến hiệp 5 nó ra thì tôi chắc là chết. Choáng có được chơi đâu, thì chờ đến hiệp 5 nó phẹt cho một quả là đi thôi các bạn ơi. Và thực sự đó chính là môn phái choáng là sinh ra để dành cho các đại gia các bạn nhé. Bởi vì là với em pet đỏ chu tước này, hai hiệp dùng kỹ năng một lần, gây sát thương 120% công của nhân vật chính. Nếu địch đã choáng thì gây ra 180% sát thương, và choáng kéo dài thêm một hiệp nữa thì nhiều khả năng là các bạn không được chơi game ấy. Thì đấy là dành cho những bạn nào mà đứng top cao, bởi vì các bạn này có tiền, các bạn ATM đô la thần trưởng nạp vào các kiểu cũng là điều luôn. Các bạn ấy cũng không sợ là bị kháng, thì thành ra là những cái chỉ số đấy kết hợp với pet nó cực kỳ là xứng. Nhưng mà các bạn nông dân, các bạn ít nạp thì tuyệt đối đừng nên chơi choáng, bởi vì là với những con pet xịn sò như thế để nuôi cực kỳ tốn, mà không có đô la thần trưởng thì mình sẽ không thể nào vượt mặt được người ta. Nói chung chỉ ngang ngang cơ sàn sàn thôi, thì cái tỷ lệ gây choáng nó không được nhiều, nên ra là bị phế mất đi cả con pet cũng như là mấy con tinh quái thì ối rồi luôn. Để tối hóa được cái khả năng choáng đấy thì có thêm một cái thần thông cao, đó chính là tu la thân này nữa thì quá ngon. Bởi vì là vào trận phát là nó trộn luôn 80% nhạy bén và 80% công của kẻ địch, thì thôi rồi lượm ơi luôn, đánh trước choáng trước lấy lợi thế luôn các bạn. Chưa kể đến đó chính là em hoàng đế cũng như em nữ đế phẹt cho cả một cục máu đi luôn ngay lúc đầu thì rất là khó chịu các bạn nhé. Nhìn chung là môn phái choáng nó cực kỳ là khó chịu luôn các bạn ạ. Tuy nhiên là làm nào để build được thế mới là cái vấn đề. Dù là mình biết là nhiều bạn rất là thích môn phái đánh choáng này, kể cả mình cũng vậy nhá, tuy nhiên là mình vẫn phải làm cái clip này để cảnh báo các bạn nông dân tân thủ nhá. Còn những bạn đô la thần trưởng thì cứ chơi thoải mái nha, vì nó rất là mạnh. Còn video này của mình đến đây là hết rồi, các bạn có thể click vào danh sách phát ở trên màn hình để có thể xem review về nhiều môn phái hơn nhé. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là cho mình xin một nút like nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.